Hello, xin chào mọi người và đã trở lại với vlog của mình. Hôm nay mình có một cái vlog khá là đặc biệt luôn để dành cho các bạn nha. Và đó là một cái kèo và là khá là thú vị. Hôm nay là ngày 13 rồi, kèo này mình nhận từ ngày mùng 6 đúng không ạ? Ngày mùng 6 rồi thì khoảng có một tuần trôi qua rồi. Và cái kèo này đúng ra là nó hơi căng một chút. Và đó là cái kèo giảm cân. Chính giữa mình và Hoàng thì bây giờ hai đứa đã cá độ với nhau. Đó là ai mà giảm cân nhiều nhất trong vòng 1 tháng thì sẽ ăn nhau khoảng cỡ 50 triệu. Mẹ mình có tham gia nữa và mẹ mình đã đồng ý góp với một cái bonus cho hai đứa. Đứa nào phải giảm hơn 5kg mà chỉ cho dành cho đứa thắng thôi nha, là mẹ cho thêm 50 triệu. Vậy là vậy là đây là một cái kèo giảm cân. Giảm được hay không mới là quan trọng. Mẹ tin con đi. Ôi trời ơi, ông ăn như là hổ bơ bơ. Dạ. Một tháng 8 cân cho 100 triệu. Bonus hả mẹ? Bonus luôn cho 8 cân. Mặc áo cho đẹp. Kìa kèo đã lên thôi. Kèo lên. Đâu, mình chỉ cần thắng Hoàng thôi là được 50 triệu. Còn nếu mà mình giảm được 5kg là được 100 triệu. Còn nếu mình giảm được 8kg là được 100 triệu, là 150 triệu. Ừ đúng rồi, thành 150 triệu ấy. Để bây giờ đưa cho Bơ luôn 100 triệu. Rồi. Không được thì Bơ trả lại. Thôi mẹ chơi kiểu đấy kỳ lắm. Trả luôn. Không, không. Thắng phải thắng tôi mới nhận. Người qua mà đưa lại cái túi cho đây, con lấy túi bị cho người qua. Cho người qua thôi. Tình mới. Okay chưa? Okay chưa? Không, không phải để mũi miệng, phải để mũi cho mũi qua mũi cái. Phải làm gì ra? Một cái này phía bên mẹ thôi nha. Nếu mà mình thắng Hoàng nữa là một, còn một cọc nữa là 150. Chi mũi qua miếng trẻ em có động lực để mà ăn giảm cân. Phụ cho 8kg và bây giờ từ ngày 13 qua đến ngày mùng 6 là bây giờ còn 6 ngày, 6 với 13 là 15 đấy, thì cộng 5 đi, 15 là 2, 7, 17 17, 17 cộng kia là 23 ngày. Còn 23 ngày nữa để giảm 8kg. Nhưng mà hiện tại bây giờ để cho cái mức mà cho các bạn biết mình đang đứng ở đâu á, Hoàng lúc 6 đó là Hoàng là 90kg. Mình đo mùng 6 là mình 8. Mình nhiêu đó ký. Mẹ đọc báo của mình rồi. Cái đấy kiểu gì cũng là của mình. Nghe bây giờ chưa phải thôi. Các bạn hãy đợi đấy. Vậy là mình phải xuống 79kg để thắng đống đó. Thắng hết đống này được mà. Cái bớm no lắm rồi. Vấn đề chính đây không phải là mẹ kêu là mình không được ăn. Vấn đề mình đã quyết tâm rồi. Mình phải giảm béo bởi vì mình có một ngày lễ rất là quan trọng chuẩn bị sắp tới. Mẹ nói đúng, mẹ chỉ nói cho mình cái câu đó thôi và mình tin tưởng lời mẹ của mình. Lời nói của mẹ như là vàng. Phải bên tiền hả Phương? Hả? Vì lời nói mẹ như là vàng, vàng đổ cách là tiền. Thì vậy đó cũng có cái lời. Bây giờ xác định nha, lấy Hoàng xác định rồi. Bây giờ kèo này là kèo 50 triệu đúng không? Đó, bây giờ đã chốt kèo, mọi thứ đã xong hết. Và chỉ có bây giờ là vô kèo thôi. Đó, sẽ quay cho bạn sau, mấy ngày sau. Giảm béo siêu giỏi của mình. Ok, một thứ mình đã xác định về cái kèo này á là thật sự luôn, để mình mà giảm béo mà diet đàng hoàng á thì mình không thấy cách nào mình làm được, bởi vì trong tháng này mình có rất là nhiều kèo, rất là nhiều kèo để đi du lịch này nọ. Nhưng mà thật sự luôn là mình đã đi du lịch rồi thì mình không có thể kiềm chế được bản thân mình. Nên vậy cái kèo này nó khá khó với mình, nhưng mình đã nghĩ ra một cách mà mình có thể xử lý vấn đề. Kèo rất là dễ, mình mà ăn á
thì Hoàng phải ăn nhiều hơn. Nếu mà mình đi nhà hàng nào mình ăn cái gì đó và nó ngon thì mình luôn luôn phải mua thêm một cái phần nào đó, mà cái phần gì đó mình biết chắc luôn Hoàng sẽ ăn nha, Hoàng sẽ không bao giờ bỏ. Nó phải mắc hơn một tí, kiểu như là mấy cái món nào mà Hoàng thích các mình biết mà. Đó, thì mình sẽ mua một cái đấy chắc tay về và giao hàng tận nơi qua nhà Hoàng. Cái này kiểu như là thả con tép để bắt con tôm. Mình sẽ bỏ tí tiền ra để mua mấy món ăn này, nhưng ngược lại mình sẽ thắng một cục tiền lớn. Và đó là mình đã mua cho Hoàng luôn là một con cua, đó là cua Hagasaki. Nó là cua Hagasaki. Nó là con cua đấy đấy. Mà mình, cái đấy là cua mà phải có trong mùa, mà chỉ có Hokkaido mới bán. Nó là một cái cua mà mình biết là Hoàng thèm cả năm trời nay, và bây giờ nó mới vào trong mùa lại, để mua hẳn con cua luôn và giao qua cho Hoàng tận nơi. Nhưng mấy cái này cảnh này mình không thể quay được, bởi mình không muốn Hoàng biết là mình đang làm cái gì, để nó hơi bị lộ. Mình biết là mình có một cái lợi thế, đó là Hoàng phải đi Hà Nội trước khi chốt kèo, và đó là đi ra ngoài hội nghị Hà Nội với Honda. Và ngoài đó thì sẽ ăn nhậu rất là nhiều, thì đến gần ngày đó thì không cách nào Hoàng giảm béo được hết á. Nhưng mà chỉ có mình đang lo là mấy cái ngày trước đây thôi, là Hoàng nhịn thôi. Không sao, kiểu gì mình cũng sẽ tắm bổ cho Hoàng hết sức, như là một đứa em chu đáo, khỏi cần lo về điều đó. Ok, hôm nay là ngày chốt hàng cái kèo 150 triệu này. Đó, thì cái đấy là cái kèo đấy nó căng quá mình không làm được. Nhưng với cái kèo này với Hoàng đi thì vẫn còn 50 triệu nữa để thắng. Cái khó ở đây á, là nếu mà mình thua là tất nhiên là mình sẽ mất 50 triệu, hiểu không? Cái kèo bonus thì mình không mất gì cả, nhưng cái này mất 50 triệu nữa mình giảm ít ký hơn. Trong 3 ngày nay rồi, đâu 4 ngày nay rồi mình đã giảm đi ăn và giảm uống, gần như là cố gắng hạn chế ăn uống hoàn toàn. Nên vậy mình bây giờ đang đuối, rất là đuối luôn, mình đang đói mà cực kỳ đói. Nhưng mà mình thôi, mình phải cố gắng qua, bây giờ là 6 giờ rồi, qua bên nhà Hoàng chốt ký với Hoàng để xem coi đứa nào ăn được cái 50 triệu này. Hey, let's go. Đâu, đứng lên lại coi cho chắc, đứng lại cho chắc là Hoàng bao nhiêu nào, Hoàng bao nhiêu nào. Đấy, 89 kg. 89 kg đúng không? Bây giờ đến lượt mình, bây giờ đến lượt mình nè, Bím ơi. Tập bơ cái nào, bây giờ bơ nha, bơ nha, bơ nha. 83 kg. 83 kg, vậy là mình mất 3 kg, Hoàng mất 1 kg à? Kí. Một tháng mất được 1 kg. Nói chung là mình chốt vậy đi, là mình không ăn được mẻ cái cục nào 50 với cục 100. Nhưng mà bây giờ 50 triệu đó là đút trong túi rồi. Mia ơi, 50 triệu rồi. Đó, easy win, easy win. Phương pháp trả tiền là như nào? Chuyển khoản à? Số tài khoản đúng không? Số tài khoản đúng không? À, đây, gửi cho luôn, đó. Đã số đấy. Ôi dồi mệt ơi là mệt. Mấy đứa không, 4 ngày nay là mình gần như không ăn, không uống. Môi mình nè, mẹ nó khô, nó khô queo luôn. Nhưng mà ôi, đáng đồng tiền 50 triệu đâu phải dễ được kiếm các bạn. Đâu phải dễ được kiếm. Đó. Chưa bao giờ mà mình đi đổ về từ nhà Hoàng mình thấy kiểu như là hạnh phúc như thế này, hiểu không? Nhưng mà thật sự về để làm mấy cái này thì cũng không khuyên các bạn làm, bởi vì thật sự nó đuối, nó cực kỳ mệt luôn, nó đuối ơi là đuối. Đuối nhưng mà thật cái bụng mình. Và đó sẽ là cái video, wow, cái chốt của cái video giảm béo của mình và Hoàng. Nói chung cái kết quả thì nó không như mình mong muốn, bởi vì muốn ăn cái kèo 50 triệu của mẹ. Để mình mà được thêm 2 ngày nữa là mình ăn được thêm 50 triệu nữa rồi. Nhưng mà thôi, có tiền còn đỡ hơn không. À, cái vlog này đi thì lại gặp một cái vấn đề nữa mà mình muốn thông báo cho các bạn luôn, là cái vlog này là cái vlog mà bị ảnh hưởng nhiều nhất khi mà cái bộ mở cái memory card của cái máy camera chính của mình bị hư á.
là cái này bị ảnh hưởng nhiều nhất, bởi vì mình quay rất là nhiều cảnh diet, rất là nhiều cảnh đi tập. Lên nhảy cái video này đúng ra mình ý định của mình là làm một cái video riêng, nhưng mà bởi vì nó mất quá nhiều sốt rồi đó thì mình cũng không có cách nào có thể làm được điều đó, thì mình phải ghép nó vào làm hai video. Thì các bạn có thể thông cảm mình về điều đó. Đây là cái clip cuối cùng mà bị ảnh hưởng và sau mấy cái vụ memory card đó thì mình chỉ là cái content của nó khá là hay, khá là thú vị, mình cũng muốn chia sẻ với các bạn. Bắt đầu sau tất cả này đi thì mình còn một cái vlog nữa mình muốn chia sẻ với các bạn, đó là mình và đám streamer, từ rất là nhiều streamer luôn mình ít khi có hội tiếp xúc với, ít khi có hội chơi với, và bọn mình đã rủ nhau đi hội nghị, là đa số cả đám mình dắt nhau đi ra Hồ Tràm. Thôi mình sẽ roll the clip cho các bạn xem. Tất cả mọi người đang dừng ở đây để mua đồ hải sản, nhìn cũng khá là quen ha. Đây là cái mà vlog mà sinh nhật Hoàng mà mình ghé qua đây mình ăn nè. Thì bây giờ chỉ mới có một tháng sau thôi là bây giờ mình đi với cả nguyên đám streamer hôm nay là đến đây để đa số nói chung là nghỉ dưỡng, relax một chút đó. Thì ở đây các bạn nhận ra khá là nhiều người bây giờ người ta đang chọn tất cả nhiều món, thì hiểu là đi với streamer nó là gặp cái vấn đề như thế này: đứa nào cũng cầm camera, đứa nào cũng nói chuyện với camera, từ kỹ giả man. Bọn mình hôm nay xuê được cái resort ở bên Sanctuary, và ở chỗ đó thì tất nhiên là mọi người sẽ gọi hải sản về mà bên đây nó sẽ nấu cho mình luôn, và nó sẽ chuẩn bị trước và sẽ giao đồ ăn qua tại Sanctuary luôn để cho mọi người ăn. Đỡ, nói chung là nó sạch sẽ và kiểu là nó riêng tư hơn, nó kín kín hơn tí. Và mọi người có thể ngồi chơi với nhau, quẩy với nhau, bơi vừa ăn cua vừa ăn ghẹ. Nó sướng kiểu gì đâu các bạn. Và phải thử một lần đó. Em là đủ vòi voi rồi. Có chồng rồi, vòi voi gì ở đây. Mình cảm giác như là mọi người ăn cho chết ấy. Gọi gì mà mẹ đống ghẻ đống ghê to tổ bố luôn. Đúng kiểu ăn cho chết luôn á. Má ơi, tôm tích thì bé có tương lai bé xíu à. Bé khoảng tầm bằng 2 ngón tay là to lắm rồi nha. Này tôm tích này nó to. À nghe hai cười à, cái này nó lòi hẳn ra nè. Em thích nó lòi. Thích nó lòi lắm à. Thật luôn á. Con này đúng dễ thương rồi này đó. Hả? Đây là con nghêu lòi, đây là con nghêu có chồng, còn đây là con nghêu chưa chồng, hiểu không? Ác quá à. Ủa cái gì vậy? Nó xịt nước. Nó bắn được. Nó bắn vô miệng. Em à, mình xịt một phát vô mặt. Ôi mà. Ngồi chơi là chẳng đây, ngoài là chẳng có ai hết luôn. Đây là thật sự là kín đáo nhất có thể. Biển thì xa nhau không đến 50m, hồ bơi để ngắm biển mà muốn nhìn nữa đó, tuyệt vời luôn. Nhưng mà chỉ có một tội là đây rất là ồn ào, bởi vì khá là nhiều mẹ youtuber streamer ồn ào đéo tả được. Em thấy chưa, chắc là hôm nay tụi em không đâu có tụi em coi cái gì thì nó quay tiếng được, quay cái gì cũng được luôn. Còn mày được đó. Nó cười vô, Làm gì đâu. Ôi, quăng ơi. Đèn mờ luôn, À, đó. Ôi chị em đang chuẩn bị đi bơi mà con nhỏ này không có đồ bơi sao em? Tụt rồi, tụt hết nha. Dạ, em mà anh chú bơi được không? 17 triệu. Hello, xin chào mọi người, đã trở lại với kênh của Gemesis. Hôm nay là một ngày kiểu khá là vui. Hôm nay là tất cả anh em streamer
trong Sài Gòn đã họp mặt với nhau và đi một chuyến du lịch nào đó gọi là nghỉ dưỡng. Và theo cái video này đây thì các bạn có thể nhìn thấy đây, đây có Nguyên Phu nè, Linh Ngọc Đàm nè, Miss T nè. Đó, thì xung quanh ở đây khá là nhiều streamer. Quang Ngọc Cuốn, Quang Ngọc Cuốn, Quang Cuốn cũng có ở đây luôn. Đó, thì là rất là nhiều anh em kiểu là tham ra đây đa số để có một thời gian mà có thể chơi chung với nhau. Đó là bây giờ tất cả anh chị em quẩy mẹ đó, bây giờ đang ngồi đây, đang sọc mẹ cái chuồng đấy kìa. Đó, và sọc luôn cái đấy luôn. Đồ ăn phải nói phải thơm vãi cả đái, thề luôn. Thề đúng ý nghĩa của mình đang đói á. Ôi, giết tôi đi mẹ. Mẹ đang thèm hải sản dã man. Bây giờ phải đợi mọi người xuống mới được ăn. Hay ăn trộm tí thôi. Ăn né tí người ta đâu biết đâu. Này thì em xin được nói là tại vì community là này nó hay bảo em là Linh ơi tao nhiều tiền quá tao không biết tiêu ở đâu. Bây giờ mày phải làm cho tao cách tao tiêu tiền. Tao tiêu tiền. Đó đó tao hay là phải cho tao đi tiêu tiền. Thế là em đành phải đấy. There's no point to try to fight. I won't listen to you. In fact, I wish I never knew you. I walk on by with my head held high. I go. I'll lose myself in another round. You showed me a best, but that just ain't enough. Và đó là chốt cái vlog của mình và hội streamer đi Hồ Tràm về cái trip đấy thì nó khá là vui bởi vì mình được tiếp xúc với như là Thi đi ha. Thi là một người mà mình biết khá là lâu rồi trong cái giới này mà Thi nữa rất là mình thấy cảm giác rất là hiền lành, rất là vui. Nhưng mà mình chưa bao giờ có một cơ hội nào mình tiếp xúc với Thi hết á. Lần nào mà mình có cơ hội mình nói chuyện đi thì bây giờ cũng trong cái tình trạng mình buồn ngủ không hề tả được. Bây giờ mình không cách nào mình nói chuyện thẳng với Thi được về cái gì hết. Và mấy lần thử nói chuyện là mình kiểu là đầu óc mình ở một nơi khác á, mình không có thể hiểu được Thi nói gì luôn. Đây là một lời thời gian đầu tiên mà mình có thể đi chơi mà tỉnh táo mà ngồi đấy anh em nói chuyện với nhau và biết nhau hơn. Vậy cũng là một cái điều cũng khá là vui. Tất cả tất nhiên cũng có rất nhiều anh em ngoài đó nữa. Linh thì mình biết nhiều hơn rồi, còn Quang Cuốn này nọ mình cũng biết cũng khá là nhiều. Đó. Chỉ là cái buồn cười thôi là anh em mình họ hẹn nhau với Piu với Đồ đi chơi trước giờ mà chưa bao giờ một cái nào nó thành công, chưa bao giờ một cái nào mà nó thật sự là anh em mình đi chơi luôn, nó không bao giờ có. Đó. Được đâu ra mình lại đi chơi với một hội streamer mà mình ít khi mình có cơ hội gặp. Trước khi mình chơi với đi chơi với đám mà mình chơi thân với nó cũng khá là bất ngờ. Nhưng mà chắc mình sẽ chốt cái vlog này ở đây. Cảm ơn các anh em đã xem. Mình cũng đúng rồi. Nếu mà anh em nào ai mà muốn có thể theo dõi mình hơn trên social media và biết mình làm cái gì hay đi đâu hay đi kia trong cuộc sống của mình hơn á thì các bạn có thể theo dõi mình ở trên Facebook của mình nhé các bạn. Link thì sẽ ở bên dưới đây và các bạn có thể lên vào cái link đó và follow mình. Bở follow mình đã bở cái là follow mình chứ follow ai nữa, ngu đéo tả được. Nhưng mà mình sẽ chốt video này ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem. Thank you very much. Goodbye.